chào quý khán giả của chương trình Mỗi Tuần Một Chuyện. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta có một câu chuyện rất thú vị. Câu chuyện liên quan đến sự thay đổi đời sống văn hóa bộ mặt nông thôn ở những vùng nông thôn tại Cao Bằng. Từ năm 1996 thì toàn đảng, toàn dân đã cùng phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Qua 26 năm thì sự thay đổi của nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực và có được những thay đổi toàn diện về cả văn hóa, kinh tế và xã hội. Ngày hôm nay chúng ta cùng trò chuyện với nhà nghiên cứu văn hóa Hoàng Thị Nhuận để biết được xem là sự thay đổi rõ ràng trong 26 năm đó nó đã thể hiện như thế nào ở các mặt. Cái cuộc vận động xây dựng nước văn minh thì là nó được thành lập và là được phát động từ năm 1996 đến năm 2000, là cái giai đoạn mà là toàn đảng toàn dân mình dốc sức để xây dựng và làm cải tiến cái môi trường sống về văn hóa ở nông thôn đó. Cái ngày đấy thì tỉnh có hẳn một cái gọi là cái ban thường trực xây dựng nước văn minh của tỉnh, là đồng chí phó chủ tịch phụ trách văn xã là trưởng ban, và tất cả các cái cơ quan ban ngành, từ có thể là trưởng, có thể là phó của các ngành, đều là thành viên của cái ban chỉ đạo đó. Kể cả các ban đảng rồi các cái cơ quan chính quyền đều phải vào cuộc hết. Có 3 cấp, cấp huyện, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là phải có cái ban chỉ đạo đó. Thì là ngày đấy làm cũng rất là vui. Bắt đầu cuộc vận động được phát động thì bà con nông dân ở các cái dân tộc ở các vùng sâu vùng xa của ta rất là phấn khởi, tại vì là nó có nhiều cái mới lắm. Cái đầu tiên bà con được hưởng là cái dự án là xây dựng đường, trường, trạm, xây dựng đường xá về nông thôn, và các cái trường phổ thông thì được xây dựng được từ những cái trường mái lá tre vách nứa ngày xưa thì cũng dần dần được thay đổi. Rồi là các cái trạm y tế được thành lập, và là các cái đường điện thì được dẫn đến tận thôn bản. Vậy thì nhớ lại cái quãng thời gian 26 năm trước thì lúc đó bộ mặt nông thôn tại Cao Bằng như thế nào ạ? Hồi tưởng lại cái thời kỳ bắt đầu mới xây dựng cái phong trào ấy, thì ngày đấy là Cao Bằng ta thì đường xá đi lại còn rất là khó khăn. Có rất là nhiều xã chưa có đường điện đến cơ sở, mà cũng rất là nhiều xã hồi đó là chưa có trạm y tế, và các cái trường phổ thông thì cũng chưa có nhiều điểm trường như bây giờ. Các em ở vùng cao đi học rất là vất vả. Có những em mà đi đến trường thì đã là coi như đã học được mấy tiết rồi. Sau này thì khi có cái cuộc vận động này thì là về ngành giáo dục thì các điểm trường được tăng cường, các điểm trường đến gần hơn thôn bản để các cháu nó có đến trường học được. Đường giao thông thì cũng được bắt đầu là, lúc thì cũng chưa có đường nhựa như bây giờ đâu, nhưng mà các cái đường mòn và các cái đường tạm ấy, các cái đường dân sinh ấy, thì được mở thêm để cho các con cháu đi học thì nó đỡ vất vả hơn. Ngành điện lực thì cũng bắt đầu là có những cái chủ trương là đưa điện đến cả các cái vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa và hải đảo, đặc biệt là những cái vùng sâu vùng xa như Bảo Lâm, Bảo Lạc, rồi là một số xã của Thông Nông, một số xã của Hà Quảng như Lục Khu. Thì sau năm 1996 thì bắt đầu Lục Khu mới có điện, và là một số xã của Bảo Lâm, Bảo Lạc lúc ấy mới có điện, đường điện kéo đến. Khi mà có điện một cái thì nó có nhiều thứ kèm theo lắm. Văn minh là đến khi mà có đường điện đến các thôn bản một cái thì là có tivi, đặc biệt là internet, là đến các vùng nông thôn là bắt đầu là có điện thoại đó, thì bắt đầu có internet là có điện thoại. Nên là đến ngày hôm nay thì qua 26 năm thì thấy rằng là cái cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh văn hóa ở cơ sở là cực kỳ là thành công. Đối với bản thân tôi thì tôi thấy rất là thành công. Thành công ở cái chỗ nào là tôi thấy rằng là hiện nay là các xã nhá đều có điện lưới này, các cái xã đều có trạm y tế của xã này, rồi các cái trường phổ thông, trung học, các cái trường tiểu học thì có nhiều điểm trường để các cháu có thể đến trường được, chứ không như ngày xưa là có chỉ có 1-2 điểm trường thì các cháu đi học rất là vất vả. Vậy thì là một người mà đã có thời gian công tác từ những ngày đầu tiên khi mà phong trào vừa được phát động, cũng như là bây giờ khi mà nghỉ hưu rồi, thì cô Nhuận vẫn thường xuyên đến với những bản làng, những vùng sâu vùng xa để tìm hiểu, nghiên cứu về văn hóa. Vậy về mặt văn hóa của đồng bào vùng cao tại Cao Bằng thì cụ thể là có những cái sự thay đổi tích cực như thế nào, chẳng hạn như là những cái hủ tục ngày xưa thì cô có thể ví dụ là tồn tại những cái hủ tục như thế nào và bây giờ thì đã được xóa bỏ ạ? Tôi qua quá trình mà tham gia cái cuộc vận động này, xong đến lúc mà tôi về hưu cho đến giờ phút này thì tôi vẫn là thường xuyên đi nghiên cứu văn hóa, thì tôi thấy là một cái thành công, cực kỳ thành công là ở cái chỗ là đưa được châu bò ra khỏi gầm sàn, là một cái mà cái hủ tục này nó
nó cố hữu ở cái dân tộc của các dân tộc Cao Bằng này rất là lâu lắm rồi, phải nói là bao nhiêu đời nay thì cứ buộc trâu với gầm sàn mà cái vệ sinh môi trường không được đảm bảo. Một cái nữa là cái hủ tục về cái hôn lễ, cái đám cưới của các dân tộc thiểu số ở Cao Bằng này ngày xưa là có cái tục thảo hôn ấy. Dạ. Ngày đấy là những cái giai đoạn đầu mà chúng tôi đi vận động để mà xây dựng nếp sống văn minh ấy, thì gần hầu như là đến làng bản nào vẫn có cái phong tục tảo hôn, 10 tuổi, 15 tuổi đã lấy chồng, thậm chí là có những đứa bé gái mới có 7-8 tuổi thì nhà trai đã đến dặm ngó rồi, đã đến giấm để đấy, tức là ra là ngắm để đấy. Cái hồi đấy nhá, vừa là cái hủ tục là tảo hôn rồi, nhưng mà lại còn cấm các con gái là không được đi học nữa. Thế nhưng mà trong khi có cái phong trào là xây dựng nếp sống văn minh này thì là các bé gái thì cũng được các cái cơ quan chức năng rồi là các cái ban chỉ đạo xây dựng nếp sống văn minh của cơ sở ấy, họ cũng vận động đến từng gia đình rồi là các cháu được đi học rồi là cũng phải thực hiện cái hôn nhân gia đình phải đúng theo cái luật hôn nhân ấy, thì phải đến năm 18 tuổi thì mới được lấy chồng, thì giảm hẳn cái việc là tảo hôn và không có tảo hôn mà ép hôn. Ngày xưa là không dùng tảo hôn mà dùng ép hôn cơ. Đấy, cái ngày đấy là ép hôn. Thế thì vậy thì còn một số nghi lễ của đồng bào các dân tộc mà nó mang tính chất là sát sinh hay là những cái phong tục gây mất vệ sinh, chẳng như là để người chết ở trong nhà quá lâu thì đó, sao ạ? Cái đó thì tôi cũng rất là tâm đắc, là sau cái cuộc vận động này thì cái tục mà để người chết lâu ngày ở trong nhà ấy là ngày xưa là hại lắm. Thế nhưng mà sau khi thực hiện cuộc vận động đó thì ở trong cái quy ước của cái cuộc vận động đó là quy ước rằng là người chết không để quá 3 ngày ở trong nhà. Thế nhưng mà sau khi thực hiện cái cuộc vận động đó và cái ban chỉ đạo sống văn minh của tỉnh ấy cũng có là tọa đàm với các ông thầy Tào, thầy Mo, và là bên thứ nhất là y tế này, môi trường này, văn hóa này, là có cái cuộc tọa đàm với cả ông thầy Mo, thầy Tào ấy, thì thống nhất là bây giờ chỉ theo quy ước của nhà nước là chỉ được đúng 3 ngày, không quá 3 ngày, ai để quá 3 ngày là phạt. Thì sau khi thực hiện cái cuộc vận động đó thì bây giờ các cái đám tang để dài ngày là không còn nữa, và là đặc biệt nhất là cái đám tang của người Dao nhá, thì ngày xưa họ không có nhập quan ở tại nhà như người Tây với người Kinh đâu, họ cứ nhất là Dao đỏ ấy, họ cứ mang ra đến tận nghĩa địa họ mới nhập quan. Thế nhưng mà sau cái có cuộc vận động đó thì là người Dao thì họ cũng khi có người chết thì họ cũng nhập quan như là người Tày, người Kinh, và là cũng thực hiện quy ước của nếp sống văn minh là không để quá 3 ngày là phải đưa đi chôn cất. Đặc biệt là cái người Mông nữa, từ ngày có cái cuộc vận động đó thì cái việc mà là buộc cái xác người chết ở trên cái cáng bỏ được cái tục đó, bỏ được cái hủ tục đó. Và cái người Giao Tiền nữa, Giao Tiền ngày xưa là họ cứ đi chôn người chết toàn chôn ban đêm, không bao giờ chôn ban ngày. Thế nhưng mà sau khi có cuộc vận động đó thì họ cũng bắt đầu là thực hiện theo đúng như người Kinh với người Tày là chôn ban ngày chứ không phải đi ban đêm. Và cũng trong một cái nội dung đó là bài trừ mê tín dị đoan. Đó, đó, cái này là bài trừ mê tín dị đoan. Và các cái phần cúng lễ thì người ta cũng cho đến hiện tại này thì người ta cũng lược bớt những cái gì mà nó là hủ tục, mà nó là cái gì nó không phù hợp với hiện tại nữa thì người ta cũng đã lược bỏ. Không biết là ngày xưa thì có cái tục thách cưới hay là những nghi lễ gì mà nó khiến cho gia đình phải tốn rất là nhiều của cải mà bây giờ thì đã được giảm bớt, thì bà có thể cho ví dụ về cái việc cưới thì nó cũng có nhiều cái thay đổi lắm. Ở cái chỗ là cái việc cưới nhá, thì bây giờ cái tảo hôn là không còn nữa, bỏ được cái hủ tục là bây giờ là cho con đi làm ăn, xây dựng cho con, cho hạnh phúc của các con, chứ không cái chuyện là những thách cưới là phải bao nhiêu trâu bao nhiêu bò, bây giờ tùy tâm. Ở nông thôn bây giờ họ cũng rất là tích cực rồi, vẫn phải có thủ tục đầy đủ như văn hóa, nhưng mà không phải là lấy cái đó để mà làm cái cản trở. Ngày xưa là những cái thứ là cản trở đôi trẻ, nhưng bây giờ không còn cái việc ấy nữa thì rất là hay ở cái chỗ đó. Có thể thấy là cái sự thay đổi nhận thức cũng như là có điện đến này thì bà con đã được tiếp cận với văn hóa văn minh, được nghe tuyên truyền của Đảng và nhà nước. Chính từ những cái đó thì làm cho ý thức của người dân được nâng cao, hiểu biết của người dân được nâng cao, và từ đó thì những cái hủ tục dần dần được đẩy lùi, quan niệm thì gần được mở rộng, đúng không ạ? Và vừa rồi từ đầu chương trình thì chúng ta đã kể đến rất là nhiều, từ thay đổi về điện đường, trường trạm, rồi là xây dựng các trạm y tế dành cho đồng bào vùng sâu vùng xa, rồi các điểm trường để cho học sinh đi học thuận tiện hơn, đường xá giao thông thì dễ dàng hơn, điện thì đến từng nhà,
rồi là xe máy thì đến tận dưới gầm sàn. Vâng, và di rời được trâu bò ra khỏi gầm sàn nhà ở gây làm cho vệ sinh hơn, không ảnh hưởng đến sức khỏe nữa, đúng không ạ? Hay là những cái hủ tục trong văn hóa thì đã được xóa bỏ và bà con thì đã bớt phần mê tín dị đoan đi rất là nhiều và chỉ là tín ngưỡng, chỉ tín ngưỡng rất là nhẹ thôi chứ không còn mê tín dị đoan như ngày xưa nữa, với những cái hủ tục, với những cái phong tục bắt buộc là phải thực hiện. Thì bây giờ cái tư duy tư tưởng của người dân đã được cởi mở rất là nhiều, tầm văn hóa, tầm hiểu biết của người dân cũng rất là được nâng cao. Vì vậy là chúng ta thấy rằng là kết quả của hơn 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thì đã có được những kết quả rất là rõ rệt và tất cả chúng ta đều phải công nhận điều đó, đúng không ạ? Đúng. Vậy thế. Thì cuối chương trình thì cô Nhận có thể chia sẻ với quý vị khán giả về cái cảm nhận của cô là một nhà nghiên cứu văn hóa, là một người đồng hành cùng với đồng bào dân tộc thiểu số rất là nhiều. Vậy thì cô cảm thấy là những cái sự thay đổi đó đã mang đến cho người dân hiện nay, khi mà cô đến với những vùng sâu vùng xa, với những đồng bào, thì cô cảm thấy là cuộc sống của họ bây giờ như thế nào, đã được thay đổi một cách rõ rệt và cái tinh thần ấy, đời sống tinh thần của họ hiện nay như thế nào? Phải nói thật là sau khi thực hiện cái cuộc vận động này rất là có hiệu quả tại Cá Bằng rồi, thì cho đến hiện tại thì tôi vẫn có cái cơ hội để đến với các cái làng bản vùng sâu vùng xa, thì tôi thấy rằng là bà con được hưởng lợi rất là nhiều thứ. Ví dụ như là ngày xưa thì họ khổ như thế, thì bây giờ từ ngày có điện nhá, có đường, có trường, có trạm, thì bây giờ là họ có tất cả. Có đường thì họ có đường xe máy đến tận cầu dưới cầu thang, và có điện thì họ được tiếp cận với cái văn minh của thế giới. Bây giờ họ đưa cả thế giới vào nhà họ rồi. Có internet là có tất cả, nên là bây giờ là cuộc sống của họ vui lắm, hay lắm. Mà từ cái khi có điện thì họ tất cả những cái khoa học kỹ thuật ở trên các cái phương tiện đại chúng thì họ cũng tiếp cận, được tiếp cận và họ học được từ đấy nữa. Thì cái cuộc sống ở nông thôn mà bây giờ là phải nói là so với 26 năm trước và cho đến bây giờ, tôi thấy đó là một cái thiên đường. Đó là một cái thiên đường. Khi tôi đến, tôi vẫn hay nói với các đồng bào là đấy, nhờ Đảng và Nhà nước mà hiện đến thì chúng ta được hưởng những cái lợi như thế. Bây giờ có những cái con giống, cây giống hoặc là các cái ngành nông nghiệp mang tận bản cho như thế, các cái giống mới được phát triển như thế, cuộc sống được ấm no hạnh phúc như thế, thì đúng là tôi còn nhớ một cái câu của một cái bác người Mông ở trên cái xã Đức Hạnh ấy, ở trong Bảo Lạc ấy. Bác bảo, ô chú mà không theo Đảng thì bây giờ đời của chú là không được ngày hôm nay lô. Mà nếu mà không có Đảng thì bây giờ Đức Hạnh làm gì mà có đường được đến đây như thế. Mà làm sao mà được gặp được cán bộ mà được hát hò, được vui vẻ như thế. Lại còn có điện thoại, lại còn có internet, lại còn được xem tận hoa hậu của thế giới. Đó, đó là cái bác mà người Mông đó. Vâng. Bây giờ là hoa hậu cuộc thi hoa hậu thế giới là được đến từng bản làng, từng ngôi rồi, nhà đó. Và chúng ta có thể thấy là nhờ có Đảng, nhờ có nhà nước, nhờ có chính phủ thì đời sống của người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu vùng xa tại Cao Bằng đã được thay đổi rất là rõ rệt, và đời sống tinh thần của họ cũng đã được nâng cao rồi, và họ vui hơn với cuộc sống của mình, họ hạnh phúc hơn với cuộc sống của mình vì có được cái sự thay đổi trong văn hóa nhận thức cũng như là sự phát triển trong kinh tế văn hóa xã hội, đúng không ạ? Ngày xưa thì ở trong làng bản có một cái đám cúng then hay là cúng bụt nào thì mới có văn nghệ. Thế nhưng bây giờ thì người ta từ nhờ có điện thì người ta xem văn nghệ bất cứ giờ nào mà thích hát bất cứ giờ nào, hát cho nó ok rồi là hát giao lưu, thích hát lúc nào là hát. Cái đấy là cũng là một cái mà đẩy cho cái đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào ở cơ sở là phát triển lên rất là phải dùng cái từ rất là hạnh phúc. Là nhờ có Đảng và chính phủ là đưa những cái văn minh nhất, ưu ái nhất đến cho đồng bào, thì là nên đồng bào là được hưởng những cái lợi như thế. Thì đúng là với một cái người được trải qua những cái quá trình với đồng bào như thế là tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Mà dùng cái từ phải là biết ơn, chứ không biết là dùng cái từ gì hơn, chỉ biết dùng cái từ là ơn, biết ơn Đảng và Nhà nước thôi. Đó. Rất cảm ơn câu chuyện của cô Hoàng Thị Nhận ngày hôm nay. Cảm thấy được ánh mắt hạnh phúc và cái nụ cười thay cho người dân, đúng là hạnh phúc thay cho người dân. Và hy vọng rằng là cô Hoàng Thị Nhận sẽ luôn đồng hành cùng với đồng bào vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số tại Cao Bằng, để cùng trong tương lai thì chúng ta lại tiếp tục phát triển văn hóa hơn nữa, chúng ta lại có những cái tư tưởng tiến bộ, những cuộc vận động mới, những chương trình mới để giúp cho đời sống của người dân ngày càng được nâng cao hơn, và cuộc sống của họ sẽ ngày càng hạnh phúc và thoải mái hơn. Cảm ơn cô ạ. Vâng, cảm ơn chương trình.